Thì nay mình sẽ đổ bánh bông lan hả mi? Đổ bánh bông lan thì bột để mi mập đã làm sẵn. Có mi ù. Bát tám hả? Bát tám tài trợ chương trình này hả? Này là có người tài trợ bột mà chỉ cần đổ công nấu thôi. Bột này. Bột này dẻo nha. Đó, bột làm dễ nhẹo luôn. Này trứng chắc hơi bị nhiều và dạng ẻo. Nãy giờ cứ múc vô miếng đi. Thôi được rồi, đừng đổ nữa, múc đi, thịt đi đây trước đi, nó nóng hổi vậy nè. Để cho nó chảy nó đi. Nó nóng rồi kìa, lên khói rồi kìa. Ủa nó mau nóng chứ trời. Lâu lắm mà nghỉ mà. Lên khói quá trời Mi ơi. Để cái nút vô đây, đưa đây làm chứ. Bác Hồi để nghe có ý nha, cái này nó bằng ngủ nha, để đi. Để sai gì nè, để cái dưới nó cháy, cái dưới cua ra luôn á. Gì đâu, gì nghe được cái đốt gì đâu trời. Toàn tốt. Bự. Mới làm đầu tiên mình làm mình tức là thêm. Con này nở thì sao? Đâu. Nó nhảy nó mờ 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 tiếp quá. Chắc họ nó nhảy đó chứ không này. Không. Nhảy ra nó chết bà đội. Con heo chó luôn đi. Ở trong khi chờ cái kia thì mình mi lại tiếp tục đổ tiếp. Ơi, bây giờ giờ rất hoài rồi trời. Mày tao chút nó xuống nha. Mày chế gì đâu mà gấp ra ra ngay cái lỗ mày nhảy xuống rồi. Bột, gì đâu. Ừ, bột này thấy ngon quá trời, không biết là mày đổ làm sao chứ thấy bột này ngon á. Thì nó mịn á, hoặc gà nhiều nổi lên rồi đâu. Chứ đánh bằng máy nên nó mịn. Đánh máy hả? Hèn chi. Miếng giấy ngồi lao đi khiến còn bà Năm gì mà tôi đi cũng đồng của mày. Nghe mùi thơm rồi đó. Trời ơi, Liêu. Chứ mùi trơn dở trời. Chứ vài phút mà. Nó không nhảy đâu, cái này nhiều khi lâu quá máy xịn nó không nhảy mà ngồi rồi đợi chứ. Thử ơi. Chưa, nè nó lên mà nó còn trắng nè, nó vàng mới được. Đẹp nè ha. Mà sao nó, con ta nó phùng lên rồi, cái này nó phùng lên không mấy. Hay ta mình đổ hút đây. Thơm rồi đó. Thơm nhưng phải chờ cho nó. Thơm tức mọi người ơi. Thơm nước mũi. Đây nè, chú. Cái này nó có cái hình đẹp nhỉ. Hình mặt cười. Hình mặt cười nè. Theo những cái khuôn của mình đạt luôn á. Ờ cái hình này đẹp mấy. Để làm thử miếng rồi nãy giờ được cái mẻ đầu rồi nè. Ngon á. Ngon. Nhưng mà cái này nó không vàng như mình nghĩ, để thử cái mẻ sao coi, mẻ sao nó có vàng. Mẻ này nó không có vàng như mình nghĩ. Để coi sao à. Nè cái mẻ hai này mình để lâu một chút nè. Thấy chưa? Mẻ ba này cũng ngon nữa nè. Cũng sắc nữa. Tại vì mình mới mình không có biết á. Chứ đậy chừng nào nó làm tự nhiên à, tự nó ấy hai bề à. Hai bề nó tự tự động nó. Không có, bây giờ mình đổ mình để lâu một chút mình dở cái lấy cái. Có che cái miếng dầu trên trên cái nắp không? Có. Cứ làm để nó nóng tự động mà, đồ tự động mà. Hồi nãy tại cái kia mình gấp dở hoài nó không phù. Đúng rồi. Mẹ này ngon dữ sao. Rồi nhiêu tiền chịu trả không Năm ơi. Trong phòng á. Cái trên nó còn hỏi chay cũng được nó làm cho con. Đâu nghe đâu. Trong phòng bá trong phòng. Nghe dù. Rồi hợp lại chính xác, chính xác. Để cho lâu đi rồi đừng mà. Yeah. Cơm chưa hả? Bà ăn cơm chưa? Nè. Nè đẹp rồi nè mọi người nè. Xuất sắc rồi đó. Quá đẹp rồi. Cái này coi. Đó đẹp nè. Má này con hết này con kia nè. Không để cái mặt trước nó vậy á. Quá đẹp nè, mặt con chó đi. Đây là đầu biển nha mọi người. Đây là sâu biển. Sâu biển. Sâu biển. Chó, mèo, sâu biển. Coi con kia con gì vậy? Con này là gì ta? Cái đó là gì mày? Cái kem quay lại coi, quay lại coi mặt kia là cái gì? Cái kem hả? Cái kem. Cái táo, cái dâu gì á? Cái
kem. Chè dâu làm có cây kem. Đây là mẻ thứ ba nè, mẻ thứ phóng ta, mẻ thứ ba. Mẻ thứ ba nè, mẻ này mi để lâu nữa thì nó rất rồi. Ngon luôn rồi thấy không? Cái nó phình lên bành 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 bành. Tại vì cái đế đầu mình không có biết á, mình dở. Cái này mà, nó làm tự động mà, đâu cần dở tới dở lui, dở ra nó bị mất cái hơi nóng á. Đây là thành ra nó sẽ chín có một bề thôi. Đó, cái này hai bề đang để lâu thì nó sẽ ngon hơn. Để lát nữa cái mẻ này mình để lâu nữa coi như thế nào ha. Để lâu nữa đừng dở lên. Đó mình phải thử cái này, mình phải thử. Xuất sắc luôn rồi đó. Cái xuất sắc ra như đó, thấy chưa, quá trời ngon ha. Cái này là ngon ghê luôn á. Đẹp ghê nha. Đó, cái mẻ này thứ ba nè. Cái này có kinh nghiệm rồi, tràn trề rồi. Cái mẻ đầu là không có kinh nghiệm. Đó. Cái bánh nó ú nù như mì. Mấy mẹ sao người làm. Như người làm. Ú như người làm rồi. Bạn này bị sạch quá à. Ngon quá mọi người ơi. Xuất sắc. Đó nha. Xuất sắc. Mời mọi người con sò. Mời con sò. Mùa dịch tôi con chó kìa. Thôi đây con chó cho mọi người. Con mùa dịch xương xương thôi. Ăn toàn chó với sò không à. Mèo nữa ăn cho dữ không à. Dạ đi mặt nhỏ thôi hết trơn cái đầu con cọc. Đưa hồi nãy ông mấy chục ngàn. Chó. Nãy giờ làm được nhiêu đây rồi nè. Cả đống luôn. Còn lưng nửa thao bột. Cái đó là bột hơi bị nhiều luôn á. Lưng nửa thao. Mình đem ra mình bán cho mọi người sắp đầy. Mình sẽ vô bịch mình bán một bịch 10 ngàn. Dạ bán mấy hàng giữ chốt kiểm dịch mấy kìa. Nói em mới cái gì? Em mới làm. Anh ủng hộ. Mày đâm lũng con mèo của ta kìa. Không có lũng đâu. Lũng rồi nè. Ừ, chắc nữa. Lấy ra. Đây. Bánh nóng hổi mọi người ơi, ủng hộ mọi người ơi. Dịch hấp quá. Dẫn ghê ha. Bánh làm tại nhà luôn. Không chất bảo quản, làm ăn liền.